Nước Mỹ chào đón năm mới đầy những điều hỗn loạn. Đầu tiên là vào chiều ngày 4 tháng 1, một máy bay ném bom B-1B tầm xa của Mỹ bị rơi khi đang cố gắng hạ cánh xuống căn cứ không quân Ellsworth. May mắn là 4 người trên máy bay đều thoát ra an toàn. Cùng ngày 4 tháng 1, tờ Politico đưa tin, các tài liệu tòa án vừa được công khai tại Mỹ liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, trong đó có nêu gần 200 cái tên, bao gồm cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và hoàng tử Anh Andrew. Tỷ phú ấu dâm Epstein bị truy tố năm 2019 với nhiều cáo buộc liên quan đến việc điều hành đường dây buôn bán tình dục và lạm dụng tình dục hàng chục cô gái chưa đủ tuổi trưởng thành. Ông ta được cho là đã chết vì tự tử trong tù khi đang chờ ra tòa. Và hiện mạng xã hội đang rầm rộ lan truyền một vài video và có thông tin cho rằng một trung tâm mua sắm ở Miami đã bị cảnh sát phong tỏa vì có người ngoài hành tinh cao gần 3 mét xuất hiện. Một số các hãng truyền thông lập tức đưa tin trấn an. Đây chỉ là một cuộc bạo loạn của các thanh thiếu niên, nhưng nhìn kỹ trong video, có thể phát hiện ra một dáng người thật cao trong đoạn phim đầy nhiễu hạt. Cùng ngày 4 tháng 1, một vụ nổ súng đã xảy ra tại trường học Perry ở bang Iowa của Mỹ, đã có thương vong nhưng chưa có thông tin chính xác. Một chuyến bay của hãng Alaska Airlines mới đây đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp do gặp phải sự cố gây sốc. Chuyến bay Alaska 1282 rời Portland đến California vào 5 giờ chiều ngày 5 tháng 1. Sau chưa đầy 1 giờ cất cánh, khi máy bay đang ở độ cao gần 5.000 mét, thì một cửa sổ đột nhiên bị nổ tung, khiến áo của một đứa trẻ bị xé toạc do áp suất trong cabin giảm đột ngột. Một số vật dụng, trong đó có điện thoại của hành khách đã bị hút ra khỏi máy bay. Một hành khách cho biết mặt nạ dưỡng khí được triển khai ngay lập tức. Nhiều người đã sử dụng mặt nạ khi chờ máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Portland. Alaska Airlines xác nhận có 174 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay. Hiện chưa rõ có ai trên máy bay bị thương không, cũng chưa rõ nguyên nhân khiến cửa sổ bị hỏng. Chưa đầy một tuần đầu năm 2024, đã có quá nhiều điều gây sốc xảy ra tại đất nước này. Mọi người nói xem, tiếp theo sẽ còn chuyện gì nữa đây?